Tôi còn được hai sư quý vị, hai sư. Mấy vị sư nhỏ, các vị sư nhỏ đi lễ khánh thành chánh điện chùa ở Bình Phước, mà còn sư cả, sư phó ở nhà. Phép quay mấy cô này hôm nay cúng cơm cho chùa Rô. Vậy là đoàn mình ở Sóc Trăng không hả? Dạ. Nay này lên làm cơm cho sư. Rồi cuốn. Rồi cuốn với tép. Bên đây có mấy món nữa nè. Dạ. Yeah. Món này là món kho gừng hả? Kho gừng. Với còn mấy món kia nữa quý vị, tới mấy món rồi. Chưa có một lần. Wow, đây canh chua. Nồi canh chua khổng lồ luôn quý vị. Đây là nồi thịt kho trứng vịt. Đoàn ở Sóc Trăng lên hôm nay làm cơm cho cúng dường cho sư chùa Rô quý vị. Đây là nồi nước sôi, mấy cái lò hư trơn quý vị, 2-3 năm thì đó. Anh Rô Lina gửi tiền mua 3 lò. Nấu hàng ngày này phải có tiền nó mướn thợ đúc cái việc đúc cái lò mới bền được. Mấy cái lò này người ta làm xi măng non lắm cho nên dễ hư, mau hư, mới 2-3 năm hư. Mấy cô này không chịu. Mấy cô đã bị liệu cho nên mà cổ vui lắm. Đang hát cái quay phim nó mắc cỡ hay gì không nghĩ hả? Mắc cỡ. Ở đâu cũng thấy tôi hết. Ở đâu cũng thấy hết. Bên đây là sala chùa Rô quý vị. Hôm nay còn có ở chùa còn có mình anh sư cả quý vị. Tại vì các vị sư sư phó với sư nhỏ đi lễ kết giới xi ma chùa ở Bình Phước. Cho nên còn có mình sư.
Đây là đoàn Phật tử ở Sóc Trăng đang làm cơm cúng dường cho sư tại chùa Rô. Bây giờ này đến chuẩn bị đến giờ dùng cơm quý vị. Còn được hai sư quý vị. Mấy vị sư nhỏ, các vị sư nhỏ đi lễ khánh thành chánh điện chùa ở Bình Phước, còn sư cả sư phó ở nhà ở chùa. Ở trong chùa này thì có 5 vị, 6 vị mà mất hết một sư rồi, thì còn 5 vị. Hôm nay 3 vị đi khánh thành chánh điện chùa ở Bình Phước, và còn ở đây 2 vị. Đây là đoàn Phật tử ở Sóc Trăng quý vị. Lên xe 16 chỗ. Đây là sala của chùa Rô quý vị. Ở phía trong đó là Tam Bảo và Sa La chùa Rô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xíu tới các sư đọc kinh và chúc phúc cho Phật tử. Phật tử cúng dường tiền nữa quý vị. Chùa Rô này rất nghèo quý vị. Phật tử ở trong sóc vô cũng nghèo. Cũng nhờ Phật tử ở xa ra đây đóng góp cúng dường để xây dựng chùa quý vị. Hôm nay sư cũng nhờ mình kêu gọi Phật tử gần xa đóng góp cúng dường xây dựng tượng Phật với tượng Mây Xây ở ngoài miếu Mây Xây quý vị. Mình chúc mình ra ngoài mình quay cho quý vị xem luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sư xây dựng tượng Phật với ông ấy xây. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Rô. Thì trước mặt quý vị là cái miếu ông ấy xây. Khoảng hơn tuần nay là có nhà hảo tâm đến đây để sửa chữa lại, xây dựng lại cái miếu mới nè quý vị. Nó đã làm hoàn thành hết quý vị. Rồi xung quanh cũng dọn sạch sẽ luôn. Nhỏ hơn cái miếu mà lúc trước mình làm ở ngoài chỗ núi nhỏ, chỗ chánh điện nhỏ ở ngoài núi quý vị. Cái này nhỏ hơn. Rất đẹp. Cái đế ông ấy xây ngồi cũng dán gạch hết luôn quý vị. Mình thấy hai bên không có dán nè. Hai bên không có dán. Ở sau cũng không có dán. Chỉ dán ở trên với ở trước này không ạ. Nhưng mà không có cắt clip quý vị. Mấy ông không có cắt clip. Mấy ông dán đắp lên, đắp vô, đắp lên. Không có cắt clip. Không phải như cái chánh điện cũ chùa Rô bên kia. Sư dự định kêu gọi các nhà hảo tâm để đóng góp cúng dường số tiền khoảng 1,000 mấy 2,000 đô quý vị. Lần đi qua Campuchia đặt làm tượng ông ấy xây bằng đá. Nhưng mà sư chưa có tiền. Hôm nay mình đến đây mình quay để kêu gọi giúp sư, các nhà hảo tâm cùng Phật tử gần xa đóng góp cúng dường để làm tượng ông ấy xây bằng đá. Bằng đá nguyên khối quý vị ở bên Campuchia. Chứ bên đây mình không có làm. Gió gió rớt luôn cái chậu bơ qua luôn quý vị, vì không có nước. Đây là thùng dầu,
sạch sẽ cho quý vị. Con đường này hồi trước thì các nhà hảo tâm ở Mỹ, trong này có Angelina làm con đường từ ngoài trước chánh điện vô tới này luôn quý vị. Dưới Angelina làm cái đường qua bên lò thiêu luôn, đổ ngoài cái sân bánh luôn. Hôm nay mình đến đây để kêu gọi các nhà hảo tâm cùng Phật tử gần xa để đóng góp cúng dường để xây dựng tượng Phật như tượng ở Mỹ xây ở Campuchia đạt quý vị. Nếu mà tiền đi đứng rồi luôn chắc không khoảng 2.000 đó quý vị, 2.000 đô. Vì làm lớn hơn tượng này một chút. Tượng này thì bằng xi măng hồi xưa người ta đã đúc đó quý vị. Ông hay xây ông rất linh luôn. Hồi trước chưa có làm cái này á, mình có tới đây mình lượm xương ở chỗ lò thiêu đó quý vị. Lượm xương để vô quách, rồi mình ghé qua đây mình cúng mình giấy, mong ông độ cho có nhà hảo tâm tới đây để sửa cái miếu ông lại, rồi cho lành lặn mới mẻ. Thì mình mới vừa xin cúng bái ông xong là mình cũng xin gì đó quý vị. Rồi khoảng 2 tuần sau là có người tới làm liền. Mình mới làm rồi có mấy ngày nay quý vị. Hồi xưa ông rất linh, bây giờ cũng còn linh không bằng hồi xưa. Nhưng mà ai thành tâm cúng bái thì ông sẽ độ. Bên chùa Nen Non cũng có thờ ông AC nữa quý vị. Chỉ ở đây chỉ có chùa Rôi với chùa Nen Non thờ. Mình rất mong các nhà hảo tâm cùng Phật tử gần xa đóng góp cúng dường để có tiền đi đặt làm tượng AC nguyên khối bằng đá quý vị. Anh em về đang thờ cúng tại chùa Rô. Đây là miếu ông AC nằm gần lò thiêu chùa Rô. Nếu mà tiền đi đứng qua bển đặt luôn có khoảng 2.000 đó quý vị. Đặt cái này chắc cỡ khoảng 1.000 ngoài à. Nghe sư nói vậy chứ mình cũng chưa có biết giá bao nhiêu. Nghe sư nói mới nãy thì sư còn đang ở chùa Văn Râu, sư đi lễ chứ. Khuôn viên của chùa lên tới trên kia quý vị, bọc ra thuốc mà chưa lộ luôn. Qua tới cái mấy hầm nó chạy dài các bạn. Miếu xây dựng lại rất đẹp cái gì.
chào quý cô chú anh chị. Thì giờ này mình đi qua bên chỗ chánh điện cũ chùa Rô trước, kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng lên đó quý vị. Mình đây lớn gần gấp đôi ở bên ông ấy xây quý vị. Ở đây sư người rất nhiều tượng Phật luôn, để rất đẹp luôn quý vị. Dán xung quanh hết luôn vậy. Xung quanh ở đây rất yên tĩnh luôn. Lâu mình mới ghé lại đây mình cũng mới về. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Đây là cây lâm dồ. Để mình đi ra sau lưng, lâu quá lâu không có đi sau lưng cái chánh điện. Mình đi vòng vòng cho quý vị xem luôn. Ở đây nhìn hòn đá nó như là một cái nón, cái đầu người ta. Ở đây còn được mấy cây cam xe quý vị. Đây cây cam xe nè. Cái trái người ta hay lùm vô nó nấu nước uống á, mạnh như gân cốt. Cái
cái trái nó rớt xuống nữa, nó tách ra gì nè quý vị. À, cái này nó bị cháy rồi, còn cái trái mà nó chưa bị cháy á, nó màu vàng vàng. Lúc trước mình lụm về một bọc để nấu nước uống. Cỡ này nó chưa có trái. Dây này dây gì, dây phai nè quý vị, nhưng mà mình không biết, có ông Tư biết. Phai này kêu phai gì nè, nó trị bệnh đó, bệnh nhất rồi này kia đó quý vị, cái cũ của nó, có ông Tư biết, mình không biết. Giống cái gương mặt, lỗ mũi, miệng, mắt, mắt. À, cục đá ở sau chánh điện cũ chùa luôn quý vị. Lúc trước mình quay mình không có để ý cái khuôn mặt này. Hình như lúc đó chưa có duyên gặp đó quý vị. Bây giờ đủ duyên mình được gặp. Thì găng khuôn mặt luôn quý vị. Cái chánh điện này xây dựng lớn bằng rử cái ở bên chỗ ông ấy xây lớn mà cao hơn. Này là cái bồn nước ngày xưa xây bằng đá không? Rớt xuống đi. Ở ngoài này giông gió lắm quý vị. Đồ đạc dễ rớt. Đây có một cây cầm xe nữa. Ở dưới đó một cây nữa. Ở đây còn mấy cây cầm xe nữa. À, đó một cây quý vị. Cầm xe lớn lớn. Xâm đất nè quý vị. Mình kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Rất mong quý vị ủng hộ mình, giúp đỡ chùa Lô và có tiền để đi đặt tượng Phật, tượng ông Ây Xây về thờ tại miếu ông Ây Xây ở bên chỗ chánh điện quý vị. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.